Rồi quý vị ơi, 1.256 cái sơn liễu 350k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha quý vị. 6 cây sơn liễu đọt đỏ nha. Đây nè, mấy cái này bây giờ không có còn hàng nhiều nữa đâu nha quý vị. Người ta không có làm nữa nha quý vị. Cây số 2 nè. Cây số 3 là một cụm gừng sơn liễu luôn nha. Cây số 4 đây nha. Rồi đây cây số 5 luôn nha. Loại này bây giờ không còn hàng nhiều nữa, người ta không có làm nữa quý vị, không có sản xuất cái này nữa. Rồi lâu lắm, cây này nó lâu lớn lắm, thấy vậy chứ 3-4 năm tuổi rồi đó, dâm cành không á nha, chứ không có chiếc nhánh nha. Rồi kết thúc nha quý vị, quen ship code lại chuyển khoản nha.